thưa quý vị, các cuộc đình công của các thợ mỏ vàng gây thiệt hại nặng nề cho Nam Phi. Các cuộc đình công có thể làm cho quốc gia này tổn thất 35 triệu Mỹ Kim mỗi ngày trong sản lượng bị mất, nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy các thợ mỏ vàng của Nam Phi tỏ ra thông cảm. Sau những cuộc biểu tình vào tuần trước, các thợ mỏ vàng đã tuyên bố đình công trong tuần này, nói rằng tiền lương của họ không theo kịp với lạm phát. Các nhà sản xuất bị ép bởi chi phí tăng cao và giá vàng suy giảm đã đề nghị một mức gia tăng 6.5%. Nhưng công đoàn AMCU muốn 150% gia tăng và công đoàn thợ mỏ quốc gia muốn 60% gia tăng. Nên kinh tế lớn nhất châu Phi vẫn đang phục hồi từ những cuộc đình công trong năm ngoái tại các mỏ vàng và bạch kim là khi đã có hơn 50 người bị thiệt mạng. Nam Phi sản xuất 6% sản lượng vàng trên thế giới, quốc gia này trước đây cung cấp 80% đầu tư thiếu kém và các cuộc đình công đã dẫn đến sự suy giảm này đầu tư trong hoạt động khai thác mỏ của nam phi đã bị ảnh hưởng nặng nề do có nhiều yếu tố rủi ro trong ngành công nghiệp này và có những lo ngại là các ngành công nghiệp khác như xây dựng và xe hơi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những hành động của các công đoàn nhằm kết thúc những gì mà họ xem như là một nền văn hóa với mức lương thấp của thời kỳ phân biệt chủng tộc